Hello, chào mọi người đến với channel của mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là kính lúp đèn lip cầm tay các bạn ha, của hãng Katus của Đài Loan với mã model là KT1508-10X các bạn ha. Với chất liệu là bằng hợp kim nhôm, gương kính quang học đường kính 25mm trên 1 inch các bạn ha, là được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên và hàng được rất là chắc chắn và đẹp để mắt các bạn ha. Với độ phóng đại là 10X bên 2 pin 2A là không bao gồm các bạn ha. Bên Khang Kiên sẽ tặng kèm nguồn chiếu sáng là 3 nhân cho đèn led, đặc điểm là với kính quang học kính led lúp 10X phóng to vật lên gấp 10 lần kích thước ban đầu, đèn led cực sáng làm sáng các vật dụng bạn đang kiểm tra cả trong bóng tối, đi cầm là thích hợp sử dụng trong nhà, vận tại nhà, văn phòng, phòng thí nghiệm hoặc là cửa hàng trang sức vân vân các bạn ha. Thao tác rất là dễ dàng và cầm tay, với thang đo kính lúp có thể giúp đo và quan sát các vật thể kinh thế hơn. Và kính lúp này có thể bao gồm cả thước đi kèm các bạn ha. Ở bên trong kính có lẽ các bạn có thể nhìn thấy được các bạn ha, là 0.5mm các bạn, rất là đẹp các bạn. Sản phẩm được nguyên khối, được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Có nhu cầu xin vào làm liên hệ